Anh ơi, tôi nói cho bà nghe nha, chiều cao này chứ là chiều cao khiêm tốn thôi, chứ còn chiều cao đích thực nữa, muốn coi không? Coi đi. Mẹ coi phải không? Đó. Cái cây đích vô cái đầu, cái đích vô cái đầu à. Trả đi. Trả cái gì mà trả? Bà tin tôi bóng lên bàn luôn không? Không, leo lên bàn đi. Nè, nè, không những tôi leo lên bàn của bà là hai chân luôn nào bộ. Tôi còn nhảy lên bàn giáo viên được luôn á, tin lên. Coi nè. Ê. Đó, ai ông? Nữ thần tự do. Đứng yên. Thì đang đứng yên nè. Ủa mà giọng hay quen. Em đã bị bắt. Tôi tuyên bố em xứng đáng bị hạ hạnh kiểm học kỳ 2 này. Thầy, tha cho em lận thầy. Em mới vi phạm lần ở đây.